thu hái, chế biến và bảo quản dược liệu. Mục tiêu học tập trình bày được kỹ thuật thu hái, phơi sấy, chế biến và bảo quản dược liệu, trình bày được các phương pháp đánh giá dược liệu. Thu hái dược liệu, những quy định chung trong thu hái dược liệu. Thu hái đúng dược liệu, đúng bộ phận dùng, đúng thời vụ. Những bộ phận trên mặt đất nên hái vào lúc khô ráo, những bộ phận dưới đất có thể đào lúc ẩm ướt. Động tác thu hái phải khéo léo, nhẹ nhàng, không làm dập nát các bộ phận cần thu hái và các cây còn lại trong vườn, tránh để lẫn đất cát tạp chất, các phần đã hỏng không dùng được. Rễ, thân rễ thu hái vào mùa thu hoặc mùa đông, khi đó rễ và thân rễ chứa nhiều hoạt chất nhất. Vỏ cây thu hái vào mùa xuân, khi nhựa cây hoạt động mạnh, vỏ cây thường lấy ở cành trung bình vì ở vỏ cành già thường có nhiều tế bào chết, ít hoạt chất. Lá và ngọn cây thu hái khi cây chớm ra hoa là thời kỳ cây quang hợp mạnh nhất, khi đó cây nảy nhiều chồi, lá phát triển nhất và thường chứa nhiều hoạt chất. Hoa thu hái lúc trời nắng ráo, hái khi hoa sắp nở hoặc bắt đầu nở, trừ một vài trường hợp như hoa hòe, hoa đinh hương, hái khi còn là nụ. Quả thu hái tùy theo từng loại, khi quả đã già tiểu hồi, xa sàng, trước khi quả chín, quả mở, hồ tiêu, khi còn xanh, quả mướp đắng. Hạt thu hái khi quả chín già, đối với quả khô tự mở khi chín, thu hái vào thời điểm quả bắt đầu chín. Thân cây thu hái khi cây bắt đầu ra hoa, cắt từ phía dưới lá tươi cuối cùng của phần trên mặt đất của cây. Ổn định dược liệu, mục đích phá hủy các enzyme làm phân hủy hoạt chất có trong dược liệu. Một số loại enzyme, các enzyme thủy phân dây nối glycoside, các enzyme thủy phân dây nối ester, các enzyme đồng phân hóa, các enzyme oxy hóa, các enzyme trùng hợp hóa. Các phương pháp ổn định dược liệu: 1. Phương pháp phá hủy enzyme bằng cồn sôi. 2. Phương pháp dùng nhiệt ẩm. 3. Phương pháp dùng nhiệt khô. Phương pháp phá hủy enzyme bằng cồn sôi, cắt nhỏ dược liệu tươi, thả từng ít một vào cồn 95 độ đang sôi, lượng cồn dùng thường gấp 5 lần lượng dược liệu, sau khi đó cho hết dược liệu lắp ống sinh hàn đứng và giữ cho cồn sôi 30 đến 40 phút, để nguội gạn lấy cồn, dược liệu đem giã nhỏ và chiết kiệt lần hai, như vậy ta có một dung dịch cồn hoặc cao sau khi bốc hơi cồn chứa các hoạt chất của cây tươi. Phương pháp dùng nhiệt ẩm, hơi cồn, dùng nồi hấp cho vào ít cồn 95 độ, xếp dược liệu trên các vỉ chồng lên nhau, vỉ dưới cùng nằm trên mặt cồn, vỉ trên cùng được đậy bằng nón kín sao cho cồn khi đọng lại không nhỏ lên dược liệu, đậy nồi vòi thoát để ngọ đun nhanh và dẫn hơi cồn ra xa lửa bằng một ống dẫn, sau khi đó xả hết không khí đóng vòi lại làm tăng áp suất và giữ vài phút ở 1,25 amo, để nguội mở nồi lấy dược liệu ra làm khô. Phương pháp dùng nhiệt ẩm, hơi nước, cách tiến hành như trên nhưng thay đổi cồn bằng hơi nước và giữ ở nhiệt độ 105 đến 110 độ C trong vài phút. Phương pháp này hay dùng với dược liệu dày, cứng như rễ, vỏ, thân, hạt. Nhược điểm: tinh bột biến thành hồ protein bị đông lại, do đó sau khi làm khô dược liệu có trạng thái sừng, làm cho việc chiết xuất hoạt chất khó khăn. Phương pháp dùng nhiệt khô, phương pháp này được sử dụng từ lâu để chế biến chè xanh bằng cách sao để phá hủy enzyme, ngược lại muốn chế chè đen thì để cho enzyme hoạt động. Ở quy mô công nghiệp, người ta ổn định bằng cách thổi một luồng gió nóng 80 đến 110 độ C, có khi còn nóng đến 300 độ C trong một thời gian ngắn đi qua dược liệu. Phương pháp này không hoàn hảo vì trong môi trường khô enzyme khó bị phân hủy, ngoài ra do làm nóng nhanh nên tạo ra xung quanh dược liệu một lớp mỏng khô phía ngoài, làm cho việc làm khô dược liệu bị khó khăn, hơn nữa một vài chất trong dược liệu cũng bị biến đổi như protein bị vón, tinh dầu bị bay hơi, đường bị caramel. Mục đích: đưa dược liệu tới thủy phần, độ ẩm an toàn, không bị nấm mốc nhiễm vi khuẩn, tác động của enzyme, dược liệu khô sẽ dễ xay nghiền và vận chuyển hơn. Các yếu tố liên quan: nhiệt độ thông hơi, tùy theo yêu cầu của mỗi dược liệu để điều chỉnh nhiệt độ và thời gian thích hợp. Các phương pháp làm khô dược liệu: 1. Phơi 2. Sấy 3. Làm khô trong tủ sấy ở áp suất giảm 4. Đông khô. Phơi có hai cách phơi: phơi dưới ánh nắng mặt trời, dược liệu được trải trên những tấm liếp, đặt cao khỏi mặt đất. Trong quá trình phơi thường xuyên đảo, thời gian phơi tùy theo lượng nước có trong dược liệu và thời tiết. Phơi trong bóng râm, dược liệu trải mỏng trên các tấm liếp hay bó thành bó nhỏ treo trên các sợi dây thép, để ở trong nhà xung quanh không có vách. Phơi ưu điểm: đơn giản, ít tốn kém. Nhược điểm: bị động bởi thời tiết, nhiễm bụi, thu hút ruồi nhặng. Đối với dược liệu có đường, phơi dưới ánh nắng mặt trời, một số hoạt chất trong dược liệu có thể bị biến đổi bởi tia từ ngoài. Sấy làm khô dược liệu bằng lò sấy, tủ sấy, cần làm sạch dược liệu trước khi sấy. Đối với các loại củ, rễ hoặc thân rễ thường thái mỏng hay đập dập để dễ làm khô, duy trì nhiệt độ từ 3800 C, lúc khởi đầu nhiệt độ không nên quá cao, chú ý theo dõi quá trình thông hơi.
Ưu điểm, không bị động bởi thời tiết, rút ngắn thời gian làm khô, bảo vệ dược liệu khỏi bị ảnh hưởng bởi tia từ ngoại, làm giảm tác động của enzyme tới hoạt chất có trong dược liệu. Nhược điểm, tốn kém. Làm khô trong tủ sấy ở áp suất giảm, dược liệu đặt trong tủ sấy có nhiệt kế để theo dõi nhiệt độ và đồng hồ để đo áp suất tủ nối với máy hút chân không, sấy trong điều kiện nhiệt độ thấp 25 đến 40 độ và áp suất giảm dần, thời gian sấy tùy từng loại dược liệu. Ưu điểm, không bị động bởi thời tiết, rút ngắn thời gian làm khô, bảo vệ dược liệu khỏi bị ảnh hưởng bởi tia từ ngoại, làm giảm tác động của enzyme tới hoạt chất có trong dược liệu. Nhược điểm, tốn kém, phức tạp, không thực hiện được với khối lượng dược liệu lớn. Đông khô, làm lạnh dược liệu đột ngột ở nhiệt độ rất thấp, trừ 80 độ C, nước chứa bên trong dược liệu sẽ kết tinh ở dạng tinh thể nhỏ, nguyên liệu được giữ ở nhiệt độ thấp và đặt trong buồng kín có nối với máy hút chân không, nước ở thể rắn trong dược liệu sẽ thăng hoa trong điều kiện áp suất giảm 10 đến 5 mm thủy ngân. Ưu điểm, làm khô nguyên liệu tuyệt đối, các hoạt chất không bị bay hơi, được bảo vệ nguyên vẹn, cấu trúc các mô không bị biến đổi. Nhược điểm, tốn kém, phức tạp, các enzyme bị ức chế nhưng có thể hoạt động trở lại ở điều kiện bình thường. Chọn lựa, đóng gói và bảo quản dược liệu. Chọn lựa, sau khi sấy khô nhất thiết phải chọn lựa lại dược liệu trước khi đóng gói đưa ra thị trường, mục đích để đảm bảo dược liệu đạt tiêu chuẩn quy định. Một số tiêu chuẩn quy định được đề ra, tạp chất bao gồm tạp chất hữu cơ, rơm, rác hoặc vô cơ, đất cát, các bộ phận khác không phải bộ phận quy định được dùng, màu sắc, mùi vị, tỷ lệ vụn nát, nhiều mốc mọt. Việc lựa chọn chủ yếu được thực hiện bằng tay hoặc cũng có thể sử dụng các dụng cụ, máy móc đơn giản. Đóng gói, mục đích bảo vệ dược liệu về mọi mặt trong thời gian vận chuyển hay bảo quản. Đóng gói cần theo đúng tiêu chuẩn về loại bao bì, kích thước, khối lượng, hình dáng, phải có nhãn ghi rõ tên dược liệu, khối lượng nguyên, khối lượng cả bì, nơi sản xuất, số kiểm soát. Nếu đóng gói nhỏ có thể dùng ngay thì trên nhãn ghi rõ cả công dụng, cách dùng, liều dùng, hạn dùng. Bảo quản, mục đích giữ cho hình dạng và phẩm chất của dược liệu không bị giảm sút. Các yếu tố ảnh hưởng đến bảo quản dược liệu, nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm. Dược liệu dễ hút ẩm phải đựng trong bao bì như tổng hợp hay sắt, dưới đáy có chất hút ẩm, kho chứa dược liệu phải được xây dựng bằng nguyên liệu chống cháy, phải mát, khô ráo, thoáng gió, dược liệu phải được xếp theo từng khu vực để dễ tìm, dễ kiểm soát. Với dược liệu chứa tinh dầu, hồi, quế, bạc hà, phải để riêng, định kỳ theo dõi nấm mốc, sâu bọ. Khi dược liệu bị nấm mốc, rửa, lau nước hoặc lau cồn rồi phơi sấy lại, nếu tỷ lệ bị nấm mốc quá cao thì loại bỏ, nếu dược liệu bị mốc mọt thì tốt nhất sấy ở 650 C, dược liệu với số lượng ít và dễ bị sâu mọt đựng trong hộp hay thùng sắt kín và nhỏ xuống đáy thùng một vài giọt chloroform. Đánh giá dược liệu là xác định dược liệu đó có đúng tiêu chuẩn quy định hay không. Đánh giá dược liệu dựa vào tiêu chuẩn nhà nước dược ghi trong dược điển hoặc tiêu chuẩn ngành, tiêu chuẩn của một dược liệu quy định, đặc điểm bên ngoài, đặc điểm vi học, thành phẩm và hàm lượng dược chất, tỷ lệ hoạt chất, độ cho, độ ẩm. Các phương pháp đánh giá dược liệu, 1. Cảm quan, 2. Sử dụng kính hiển vi, 3. Phương pháp hóa học, 4. Phương pháp vật lý, 5. Xác định độ ẩm, 6. Định lượng cho, 7. Phương